Rồi hello, chào bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay mình vệ sinh hồ lọc sau gần một năm các bạn. Lọc ba ki thôi, nhưng mà lâu lắm rồi, gần một năm rồi nên bây giờ mình phải vệ sinh nó. Tại vì cá nó có bị chết, nó hút lên dàn lọc các bạn. Nó nhiễm khuẩn nước rồi tùm lum luôn. Nên bây giờ mình phải vệ sinh nó cho nó sạch sẽ lại, rồi chăm nó đi sinh cho nó sạch nước đổ lại như ban đầu mới gắn các bạn. Đây cái dàn lọc mà bữa mình bán hết cá rồi đó, mình để không tới giờ. Bây giờ mình vệ sinh sạch sẽ hết, bắt đầu mình mới bỏ cá mới vô được. Dàn lọc này thì các bạn coi theo dõi của mình thì biết rồi đúng không? Nó bơm hút mặt và hút đáy, rồi ra máy bơm, rồi đầu lên dàn ba ki. Bây giờ mình sẽ tháo luôn cả dàn ba ki xuống để vệ sinh luôn các bạn. Vệ sinh rồi để mình quay thử coi cái độ dơ của nó như thế nào cho các bạn xem. Giờ là bơm nước hút ra đã. Các bạn đang xả nước ra. Sẵn tiện thì mình cũng xả luôn cái hồ chính luôn. Vệ sinh luôn cái ô lắng của hồ chính. Rồi hút hết được rồi các bạn. Rồi lát nữa cái này không, cái còn miếng nước này không sao, cũng không cần phải cố gắng múc nó ra đâu. Bây giờ chủ yếu gỡ ba ki xuống vệ sinh các bạn. Các bạn rêu làm lá cây rồi nó mọc lên luôn các bạn. Cái tầng cuối này nó rất là dơ luôn. Nó móc nó mêu tùm lum luôn các bạn. Những cái tầng sứ này là do là sứ nó cái nước nó qua ít quá đó các bạn, nó bị móc luôn nè. Rồi mấy cái tầng đá. Mấy cái tầng đá này thì mình thấy rất ok. Không có bị gì hết. Chỉ vệ sinh sơ sơ xịt rửa lại thôi. Đá nham thạch này cũng vậy các bạn, đá sứ này mình xịt sơ sơ lại thôi à. Tầng đầu tiên là tầng xi mắc. Tại do cái tầng tầng cuối này là bữa có cái con cá nó chui ngược lên các bạn, nó chui ngược lên nằm ở trong nó chết trỏng luôn. Mà mình không có vệ sinh, tới giờ mình mới vệ sinh đó. Nên bây giờ mình phải vệ sinh tầng cuối, mình xịt ở trên xịt xuống. Các bạn đang quay cái có người gọi đó, bây giờ mình chỉ cần xịt vệ sinh sạch sẽ cái tầng này rồi mấy tầng kia là ok. Sẵn tiện vệ sinh cái hồ bên kia luôn các bạn, đang xả nước ra. Các bạn thấy phân nè, phân quá trừng trừng luôn. Các bạn phân nè, phân đầy luôn các bạn. Nói chung là do cái hồ chính là mình nuôi cho nó ăn nhiều các bạn, phân đầy luôn. Giờ đang xịt ngang láng. Chổi giặt chưa chồng? Giặt đâu rồi? Đây, chổi ra đây các bạn, chổi giặt sạch rồi. Do mình mới đi về, nhân viên mình mới làm. Này các bạn thấy ghê không? Xịt từ trên này xuống nè bạn, từ trên ngang cuối xuống mà nó gớm vậy đó. Ok chưa? Các bạn đây là cám coi phút. Mấy này mình bỏ cá thêm vào nên cá cũng khá là nhiều. Ngày hôm qua con gấu, con chó của mình nó ăn một con các bạn, không biết nó câu cái kiểu gì mà lại ăn được một con luôn. Mới bắt được mấy em tăng vô con chung cụ bắp tăng vô lỗi bỏ vô hồ mà nó nhảy ra ngoài các bạn. Con chó nó lẫm liền luôn. Con chó của mình nó thích ăn cá sống nữa chứ, nó ngồi suốt ngày nó ngồi nó canh cái hồ này các bạn, nó canh mà cá mà nhảy ra nó quật liền. Bữa có cái con kuyaku bự thiệt bự đây nè các bạn. Rồi con này nè, nó nhảy ra ngoài luôn, nó nhảy ra ngoài ảnh quẩm liền luôn, mà hên là chưa có dấu răng. Mình bắt lên cái mình xức thuốc xong cái mình bỏ vô lại, bây giờ sống lại bình thường các bạn. Tại cá mà bỏ vô hồ mới nó dễ nhảy lắm nha,
Nhưng nên bởi vậy các bạn chịu khó bỏ buổi sáng á, chứ các bạn bỏ buổi chiều tối là nó nhảy ra cực kỳ dễ nhảy. Để bạn em này đang suốt ngày em cứ gọi em canh nữa các bạn, ngồi canh bày cá của mình rồi le lưỡi thèm thuồng lắm các bạn. Thở một tí là nó đớp ngay. Giờ mình cho mấy em cá này ăn. Các bạn thấy nó thấy mình cái là nó mừng thì thôi khỏi nói luôn. Bây giờ dàn lọc mình vệ sinh xong rồi các bạn, vệ sinh xong á thì mình phải chăm men vi sinh nha. Nói chung là khi mà đem men vi sinh đây các bạn, khi mà mình vệ sinh thì mình phải chăm men vi sinh mới. Hôm qua mình mới làm thêm một cái ống thoát đáy ở đây để cho mình mốt có xả hồ vệ sinh cho nó đỡ hơn. Mình bỏ đây. Thế các bạn, nếu mà hồ 500 lít đó thì các bạn bỏ bằng 1/4 muỗng thôi. Hồ chính bên kia là hồ 1/3 các bạn. Bạn bỏ phải chừng nửa muỗng. Mình thì mình cứ bỏ vô ngăn lắng thôi. Từ đây tới chiều thì nó sẽ ok rồi. Rồi, chào các bạn, hôm nay mình cũng chia sẻ cái vệ sinh mấy cái này. Các bạn nên vệ sinh 6 tháng hoặc là 3 tháng gì đó một lần, tùy theo cách cho ăn nha các bạn cho ăn nhiều các bạn phải cho ăn, phải vệ sinh thường xuyên nha. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.